Khế hồn. Khế vô, mại vô, mại vô. Đây là khế, khế organic, khế nhà của ba mình trồng. Và bây giờ video này sẽ là video ăn khế, thơ bông bu ăn khế. À, hôm nay mình về nhà mình thăm ba mình sau một cái buổi học lái xe buổi sáng. Thì khi mà về nhà thì tới buổi chiều khi mà mình sắp đi về á, ba của mình hái một rổ khế cho mình. Ba mình còn nhắc tới chồng mình nữa. Ba mình nói hôm nay mà có chồng con ở đây là nó sẽ ăn mà nó sẽ không cần rửa luôn. Chồng mình á, thấy cây khế của ba mình, chồng mình thích lắm. Trời ơi, ba mua có một cây khế à. Ý không phải là mua, cái cây này á là chỗ của công ty của ba mình làm ngày xưa á, người ta quăng cái cây khế, người ta chưng Tết xong tầng người ta quăng rồi á, ba mình mới đem về nhà trồng. Thế là từ một cây mà nó sinh sôi, ba mình chiết ra thì nó thành hai cây. Và cho tới bây giờ á, là nhà mình vẫn cứ được khế ăn như vậy nè, mà đâu có bón phân gì đâu các bạn, thật sự là không bón phân gì luôn á, mà ba mình làm xuyên tưới nước đó. Mà mỗi lần mà khế mà nó mọc trái là nó mọc đã lắm. Thật sự ra là mình đã ăn được khoảng 7 trái rồi. Nhưng mà mình chợt nghĩ là mình sẽ làm một cái video quay về thư ba bu ăn khế. Với lại anh em mình cũng hơi bị cảm à, cho nên á, ăn khế vô giải cảm, có vitamin C. Rất là ngon. Thì bây giờ mình review làm cách nào để mình ăn khế cho các bạn ha. Để ăn trước rồi. Các bạn muốn ăn khế là các bạn phải lựa trái nào mà nó hơi vàng vàng. Đấy. Mình cầm một con dao nhỏ, mình cắt cái đuôi miếng, cắt ở cái đầu miếng, mình cắt luôn mấy cái khía này ha, cắt luôn chứ để ăn chung á nó đắng đắng khó chịu. Cái khế của nhà mình này cũng hơn chục năm rồi, mình lấy chồng năm nay năm thứ 9, mà cái khế này nó có đỡ trước nhà của mình nó nay chắc cầu trước lúc mình đi lấy chồng đó là khoảng 3 năm 4 năm, vậy tính ra nay cũng cho 12 năm. Trời ơi. Ở trong đó, nó có hộp, bởi vì mình cắt mình lại cái phần này thôi, cắt phần nữa thôi đấy, cắt đừng chừa cái lỗi ra các bạn đấy không, vậy mà cũng gần dính miếng hộp thiệt luôn đấy. Hãy buồn buồn thì ăn luôn miếng hộp này, còn vui vui thì lấy cái mũi dao á thử miếng hộp ra đấy, xong rồi dứt tiếp. Thì ăn khế thì có rất là có lợi ha, nó có vitamin C và giúp cho mình có vitamin C, cung cấp vitamin C. Và trong những lúc mà trời mà chở trời như vậy á, nó làm cho mình ai mà bị cảm cảm á, giúp mình giải cảm luôn. Này là bạn nào á, ngọt cực kỳ luôn các bạn, ngọt cực kỳ luôn, thật sự là không có nói xạo tí nào luôn, không có nói xạo đâu, với lại xạo gì cho nó đáng các bạn, có giấy kế là xạo là cái gì mà nó ngọt lắm. Đang nói tới đâu rồi ta? Đấy. Bạn nào mà ăn được thì ăn, còn ví dụ như nhiều quá ha, mà mình làm biếng ăn á thì mình cứ cắt ra rồi có máy xay sinh tố xay ra cái nước uống. Trời ơi, nhiều khi á mấy cái nào mà nó nhiều quá nó làm cho mình có cảm giác thừa thải hay cái mình không có nghĩ nó là quan trọng các bạn. Nhưng mà có những lúc á mà các bạn đi du lịch đó, các bạn thấy người ta bài khế sinh tố khế lạ lạ, mua một cái quất một cái một ly uống 5-7 đô.
Đó là lúc mà mình đi qua bên Bali với mấy bạn. Lúc đó cũng mình đi nhiều mà mình cũng hơi mệt á, mình muốn có vitamin, cái nước sinh tố nào có vitamin C để uống á. Chồng mình nó thấy có sinh tố khế, thấy lạ lạ, mua cái khoảng khoảng 5 đô một ly. Giờ nhà mình có mua vậy mà không ăn. Thật sự rất là ngon. Hiện tại giờ quay cái video này là mình ăn hai trái. Trước khi quay video này là mình ăn hai trái, ba trái. Ở nhà mình ăn bốn trái. Sở dĩ mấy trái này mình chưa có ăn là tại vì nó còn xanh. Từ vừa giờ mấy cái trái nào mình ăn là mấy cái trái mà chín vàng vàng không à, ngon lắm. Giờ ra đường đi chợ mua cái gì á ăn cũng nhắm mắt ăn các bạn, sợ phun thuốc. Bởi vậy bữa nào mà mình về nhà mình thấy có khế này là mình dành mình ăn hết, mà cũng phải mình dành nữa, tại nhà không ai ăn, nó có mỗi ba mình ăn à. Tính ra là có ba chồng với mình là ba người là ăn cái khế này. Mà thật sự ra trước khi lấy chồng mình cũng không có ăn các bạn, mình thấy nó một cái món, một cái trái mà nó thừa thải quá, ăn làm cái gì không, cũng không không có để ý ăn là để cho tốt nữa. Mà dạng như nhiều năm mình cứ bôn ba sống ở mấy cái nước mà tình trạng ăn uống cây trái không có được đủ á. Thế là giờ mình quay về mình thấy mấy cái nào mà organic y như là của ba mình trồng nè, thích lắm. Hồi sáng thì mình học lái xe, mình bắt đầu thuê xe ở trong để tập ở trong cái bãi thi như vậy, cái xe mà để tụi mình thi luôn á. Cái xe nó có mấy cái hệ thống cảm ứng sensor để cho ra bài thi với lại chấm bài thi luôn á. Thật sự là áp lực đúng các bạn, thật sự học lái xe vui vui chứ lúc thi áp lực lắm. Trong đó là có hai lần đầu mình chạy là coi như là mình không còn điểm để đậu luôn, người ta là 80 điểm đậu, mình nó chạy thử mình về tới nơi là coi như mình còn hả có 60 mấy điểm, 65 điểm, áp lực luôn á. Tới nỗi mà có một lần hồi sáng này sau hai lần mình chạy không được á, là có một lần á mình tới lần thứ ba là mình chạy được các bạn, mừng lắm. Nhưng mà sau đó là mình không chạy nữa, mình nhường cho anh khác chạy, tại vì mình không muốn trong cùng một thời điểm mà mọi thứ nó đến quá nhiều quá ổn áp, nó quá gấp gáp, nó sẽ làm cho mình không còn ổn áp nữa. Nhưng mà lần đó mình cũng được. Xong rồi thêm mình không nhớ là một lần hay là hai lần nữa, mình cũng không nhớ, mình chạy 4 vòng hay 5 vòng cũng không nhớ nữa. Nhưng mà đại khái là hai lần đầu là fail, còn những lần sau là đạt, mình rất là mừng. Nhưng mà nói gì nói, học lái xe là một cái môn học mà làm cho mình tốn tiền nhiều nhất. Chẳng hạn như thằng tháng này thuê cái xe đó là 430 một giờ. Là trả tiền giờ cho trường luôn á, cho trường lái luôn á. Đây là cái outfit ở nhà của mình, ở trong mình mặc cái áo thun, ở ngoài mình lấy cái áo của chồng mình mặc. Tại vì mấy hôm nay á là bão cho nên ngày nào cũng lạnh hết. Hôm qua thì mình mặc cái áo cổ lọ dài tay mình đi ngủ, hôm nay thì mình giặt đồ rồi cho nên mình lấy cái áo này của chồng mình mặc. Thật sự ra chồng mình không có thích đâu, nãy chồng mình la, chồng mình nói trời ơi phụ nữ thì phải mua đồ cho phụ nữ mặc sao cho nó gợi cảm. Ổng không có đem ổng đồ mình gợi cảm. Mình nói không, em thích mặc như vậy à, được em có cảm giác là anh đang ở đây và anh đang ôm em. Mình nói ở đó với chồng mình, nói thôi thôi đi ngủ đi ngủ, goodbye good night. Ông xã mình với mình nói chuyện qua điện thoại à. Còn miếng nữa nó hết, nhưng mà mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Sorry.
đi đâu ăn thế của Hubba Bo. Xin chào và gặp lại nha. Bye.